Xin chào các bạn, các anh chị đang lắng nghe cái chương trình Đối thoại tâm linh. Cái chương trình này đó là chương trình mà mình mời tất cả các bác, các anh chị, cô bác, tất cả mọi nơi để mà về đàm luận với thầy, để mà mình coi thử là cái con đường tâm linh này là phát triển như thế nào. Thì con đường tâm linh này nó rất là ngộ, là bởi vì nó gồm có ba cái yếu tố. Là cái yếu tố đầu tiên là yếu tố hướng thượng, là mình đi lên làm sao mình có thể phát triển cái sự mà tĩnh lặng của mình, và mình trở về về là Phật, về Chúa, về cái tâm linh mà cái lòng tin, cái tín ngưỡng của mình cao nhất là cái đường hướng thượng. Và xong rồi nó có một cái đường gọi là cái đường đó, mình gọi là đường hướng thiện, tức là làm sao mình sống với người mà mình có thể lan tỏa cái tình thương, mình tha thứ người ta được. Thì càng ngày đó cái vòng tròn của mình và những người mà mình quen biết càng ngày càng rộng lên, cái đó gọi là cái vòng tròn mà của cái tình thương của mình. Thì mình càng nhiều người mà chơi chung với mình mà càng thương mình, tức là cái vòng tròn là càng ngày càng bự ra. Và cái chiều mà để mà làm cho cái vòng tròn này là lên cao đó, thì cái chiều đó đó gọi là chiều hướng mỹ, mà cũng là cái chiều mà Đức Phật gọi là phương tiện thiện xảo, làm sao mình làm cho cái điều cái tình thương của mình nó lan tỏa và tiếp tục lan tỏa hoài. Thì trong đó, trong cái chiều mà hướng 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 mỹ đó đó, thì mình phải có học, nào là mình học về nghệ thuật, về triết lý, về cách sống, nhất là về cách quản lý tư, quản lý tiền bạc, quản lý tất cả mọi quan hệ, quản lý cái gì cũng quản lý cả, để mà từ 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 đó mình tới được cái chỗ đó mà mình vừa sống mà vừa phát triển cái tình thương, mà vừa phát triển cái sự tĩnh lặng của con người của mình. Thì hôm nay đó thầy rất đặc biệt là thầy mời một chị này, thì cũng quen biết của thầy cũng khá lâu dài, Vanessa Hồng Vân. Thì chắc là các bác ở trong cộng đồng người Việt cũng đã từng biết chị, là có sự ngôn viên, cũng có làm đủ thứ, và nhất là chị là trong một cái văn hóa rất đặc biệt, nó không phải là văn hóa của cái người Việt Nam mình mà ở Việt Nam, mà là văn hóa là của người Tây, chị là dân Tây rồi di dân qua bên Mỹ này. Thầy xin giới thiệu chị Hồng Vân. Con xin kính chào thầy và xin kính chào quý khán giả. Chị cho biết là chị đi qua Tây hồi năm nào vậy ha? Dạ thưa, con qua bên Belgique, tức là bên Bỉ, năm 1971, xong rồi năm 72 thì con qua bên Pháp, Đi học bởi đó. dạ vâng đi du học, bởi vì nghe nói là bằng ở bên Belgique thì không có được trọng vọng tại vì lúc đó là con nghĩ là học xong thì sẽ về Việt Nam để mà phục vụ Chị đất học về nước. môn gì rồi? Dạ thưa, họ hồi bên Belgique thì con học về quản trị xí nghiệp, tức là haute études commerciales. Xong rồi năm 72 qua đó thì học về linguistics, rồi xong rồi thêm một cái bằng cử nhân nữa là về humanities, tiếng Việt có nghĩa là chắc là Nhân nhân bằng, văn học. nhân đạo. Dạ vâng. Rồi sau đó thì vào thi vào bộ, tức là minister đó, bộ bộ environment, Ministère de l'environnement là bộ về môi trường, Môi thì sinh nha. môi sinh. Dạ vâng. Thì lại học thêm, người ta biểu mình học thêm cái cao học về Sciences Po, nhưng mà không có thích về chính trị, bởi vì người ta nói mình thật thà quá, mà trong đó thì phải về chính trị thì phải có những cái gọi là phe đảng lươn lẹo, cho nên là không có hợp. Nhưng mà cũng làm với mấy 6 ông bộ trưởng được 10 năm. Tức là cái chiều mà xoắn trông của chị rất là mạnh, tức là chị có rất nhiều cái tri thức mà chị hiểu biết rất nhiều, chị là người mà Dạ học vâng, vấn rất là con cao. làm về công cán ủy viên, tức là chargé de mission trong cái cabinet du ministre, là văn phòng bộ trưởng. Thì mỗi lần mà bộ trưởng đi kinh lý thì mình phải sửa soạn tất cả những cái gì mà ông đến cái nơi đó, là xem có hậu thuẫn hay không, hoặc là xem có biểu tình hay không, hoặc là khi mà có tiếp khách, gọi là thượng khách ở những quốc gia khác, thì mình phải biết về nghi lễ, protocol, người nào ngồi bên trái, người nào ngồi bên phải, người nào không ăn thịt bò, người nào không ăn thịt heo, và có những cái language là giống như về nghi lễ, là tức là mình phải coi sóc hết. Dạ vâng. Khi nào mà Thế là bây giờ khi nào người ta ăn xong thì để cái fork, con dao, cái nĩa như thế nào, khi nào người ta đang nghỉ và người ta nói chuyện thì để như thế nào, tức là không có làm lỗi, để cho nhân viên không có làm lỗi, những cái lỗi đó. Thành ra là Rồi cũng chị rất là làm nhiều. cua chị dạy thầy. Dạ. Vì dạy mấy anh em từ bi phụng sự cái đó hay, học được hay lắm.
Mà như vậy là chị rất giỏi về cái đường xoắn trâu. Cái đường xoắn trâu là cái đường mà hiểu biết tri thức, hiểu biết về cái cuộc sống. Tại vì là quản trị xí nghiệp đó, là quản trị là một cách mà mình học cái đường xoắn trâu đó, đường đường hướng Mỹ đó, rất là Nhưng mà thật ra là con cũng là gọi là đụng vào nhiều thứ, nhưng mà nhiều khi cũng cũng dạy. chưa có tìm được cái gì mà mình thích hẳn. Thành ra mình thấy là trong cuộc đời của mình có nhiều cái mình học mà mình Chị không có hành. học bóng anh, nhưng mà chị có cái mission của chị chứ, chị nghĩ là chị làm cái gì, cái mission của chị là cái Có, gì, là có cái một gì, cái sứ mạng đó phải không là ạ? thứ mang là cái gì. Cái sứ mạng là luôn luôn là thật ra là có thể mình giúp được một cái gì, mà khi mà có một cái gì mà làm người khác vui thì mình cảm thấy vui. Nói như vậy nhiều khi có thể nói là đạo đức giả, nhưng mà thật ra đó là trong thâm tâm là thế. Mà mình thấy ai mà nhiều khi mình vô tình mình làm buồn đó thì mình cũng buồn gấp gấp đôi luôn, là mình cảm thấy là Ai như nấy. là bị áy náy. Thành ra là Như vậy thì luôn tâm nguyện là phải làm cái gì tốt. chị làm cái điều tốt, thì làm như thế nào để mở rộng cái vòng tròn mà mình hôm nay mình nói đó, là mình làm sao mình cái tình thương của mình đã lan tỏa tới tất cả mọi người đó. Thì chị kể cho nghe thử coi là chị làm cái gì để mà mở rộng cái tình thương của chị, Thì và lúc nào, và lúc nào. con ở bên Âu Châu, tức là bên bên Pháp cũng 19 năm, và bên cộng thêm 1 năm ở bên Belgium Benji. thì cũng là 20 năm. Thì đến năm 91 Tiêu cuối năm dòng thì đây. con mới qua bên bên Mỹ, là tại vì ông cụ là boat people, ông cụ với một cậu em trai là boat people thì qua bên đây. Rồi sau đó thì ông cụ cũng bảo lãnh cho bà cụ, Mẹ. bà mẹ là cũng qua đoàn tụ gia đình. Thì đến năm 91 thì hay tin là không, đến năm 91 thì con vẫn còn ở bên 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 Pháp, nhưng mà thấy ngay tin là ông cụ bị ung thư. Thành ra mình cảm thấy là phải gần gia đình, cho nên là xin một sabbatical year, tức là 1 năm mà Nghỉ. xin nghỉ ở bên Pháp để gần gia đình. Qua bên đây thì để gần gia đình, từ về sau năm thứ nhì thì không có trở về Pháp nữa, thì ở luôn bên Mỹ. Thì cái cuộc đời nó cũng không có biết trước là có những sự kêu gọi là khúc quanh như vậy. Thì qua bên Mỹ thì sau đó thì được job offer của công ty AT&T thì ở lại luôn. Thành ra là về sau đó, sau AT&T 3 năm thì lại có một cái offer là con làm cho hội Á Châu Yến Tủy, Asians for Miracle Marrow. Thì là lúc đó thì cảm thấy là mình có lợi ích hơn, thiết thực hơn, là tại vì mình đi tìm những cái phù hợp, tại vì mình gọi là tiếp xúc với những người bị bệnh hoại huyết. Thì có những em cũng còn rất trẻ, rất là có tương lai mà bị bệnh hoại huyết, mà nếu không tìm được cái match để thay thì sẽ chết. Thì do đó mà mình cảm thấy là mình làm được một cái việc mà cũng có lợi, và gọi là có tốt cho gọi là cũng cứu được mạng người. Thì con làm ở cái hội hiến tủy 3 năm. Thì cái đó là cái tìm cái match thì nó cũng khó, là tại vì thân nhân thì nó mới hợp về tủy bào hơn. Thì sau 3 năm thì con có người có cái hội muốn muốn cần con là làm về organ donation, tức là về thay Khiến cơ phần. hiến cơ phận. Thì cái việc đó cũng rất là khó. Với lại cái vai trò là grief counselor, tức là khi nào mà có gia đình người ta mà một người mà bị tai biến mạch máu não, hoặc là bị mà cái brain death, tức là cái não mà chết đó, thì người ta gọi mình đến, rồi mình bắt đầu gọi là nói chuyện với gia đình của cái người bệnh đó, là cái não mà mất có nghĩa là không thể sống được, nó không có reversible, tức là không thể thay đổi được. Thì cái đó, cái công việc nó rất là khó. Rồi sau đó đó thì mình sẽ hỏi là có muốn hiến thận cơ phận không. Thì sau đó là con phải tìm trong một cái database của những người đợi để được thay thận, thay gan, tại vì một người có thể thay được một người có thể cứu được 8 người, tại vì mình có 2 cái lá thận, mình có 1 cái lá gan, mình có 1 cái trái tim, rồi còn ruột small bowel là ruột ruột non, pancreas là tụy tạng, Là mía, lá là mía. lắp. Thì với ít nhất là Là cứu được được cái mô, cái da, là cho những người bị phỏng nữa. Thành ra là làm cái việc đó cũng rất là khó, nhưng mà sau đó thì con thấy là
ít nhất đó là nếu mà trong những cái bất hạnh của cuộc đời mình á, mình thấy là mình làm cái gì cũng có ý nghĩa. Quá ý nghĩa luôn, quá thành ra con luôn. Thấy là nếu mà cuộc đời này mà con không được hạnh phúc như những người khác thì con nghĩ là chắc con đang build, con đang xây cho cái đời sau. Dạ Ông vâng. gì làm có thể nghe là thấy rất là impressed, cái ý nghĩa lắm. Rất Mà là ấn trong cái tượng. driver license của con cũng có cái pink dot, tức là cũng con là một người là donor, Thêm organ donor, nhưng mà công việc đó thì rất là khó. Ông thầy cũng có cái pin đó, nhưng mà dạ vâng. bây giờ mình già là chẳng ai thèm lấy đó. Không, nếu mà thầy healthy thì đến bảy, nếu mà thầy mà gọi là có sức khỏe dồi dào thì đến 70 tuổi vẫn còn cứu được người khác đó thầy. Thầy sợ thầy cho cái tim, người bỏ cái tim vô đánh lộn đánh gì đó, càng có tập linh đánh vỏ lung thì tung. Thương cả nhân loại phải không ạ? chị rất là impressed thầy về cái chuyện là chị làm cái việc từ thiện như vậy. Cái đó thì nhiều khi làm như vậy thì chị còn nghĩ rằng là cái người chị có thay đổi không về cái tâm thân tâm cái tâm thức của chị đó, thì ý thầy nói là chị có cảm thấy là cái tình thương chị nó nhiều hơn không? Dạ thưa có, vâng. Tại vì mình thấy là lúc trước nhiều khi đó thì nhiều khi con cứ tủi, con nghĩ là tại sao có nhiều cái bất hạnh đến với mình mà mình không có gọi là I don't deserve it, tức là mình không có đáng. Chị nói chị Mình bất không có. hạnh đó, thì cái bất hạnh gì mà làm cho chị thay đổi cuộc đời hay thay đổi cái nhìn? Thì con thấy là mình cũng được sinh ra trong một gia đình gia giáo cũng gọi là cũng đầy đủ điều kiện, nhưng mà có những cái bất hạnh là năm là đến lúc trước mà đi học hồi nhỏ đó thì mơ là mình học về ngoại giao thì mình sẽ là làm chẳng hạn như làm trong một cái consulat, tức là một cái tòa đại sứ hoặc là cái tòa lãnh sự mà một cái nước mà francophone, nước nói tiếng Pháp, rồi xong rồi mình sẽ là gọi là chuyên viên giao tế để đi nước này nước kia. Nhưng mà khi mà miền Nam mà bị sụp đổ thì mình cảm thấy là cái giấc mơ của mình nó cũng bị chết ở đó, là năm 75 thì sau đó lại không về Việt Nam được nữa, thì mình cảm thấy là lúc đó là cũng có một cái giấc mơ mà hồi lúc nhỏ nó đã chết rồi. Sau đó thì con thì thật ra là thì lúc nào cũng muốn có một cái mái gia đình êm ấm, tức là được lập gia đình, nhưng mà có mà hai lần lận đận là thấy là nó không có xứng đáng với cái nó không có gọi là không có trời cao không có mắt, tức là không tại sao mình lại bị phạt như vậy. Một lần thì gần làm đám cưới thì bị cái người đó phản bội, đi với một người mà mình tưởng là bạn gái của mình nhưng mà người ta phản bội mình. Giờ xong rồi sau đó thì cũng một chục năm sau thì gặp một người mà cũng nhưng mà sau đó thì lại anh bị mất vì chứng bệnh ác nghiệt là ung thư, cho nên sau hai lần đó thì con bị mất cái niềm tin đối với mình, thành ra là với lại cái nghề mà chẳng hạn như là trên sân khấu hoặc là trên đài truyền hình thì thật ra mình cũng không nghĩ là mình sẽ làm như vậy, nhưng mà có cái cơ duyên nào nó đưa đẩy thì trong hai cái nghề đó thì chắc thầy cũng biết là cũng có nhiều sự ganh, cũng gọi là cũng hơi ganh, nhưng mà chị có nghĩ rằng thì là họ cũng sẽ bịa chuyện, họ làm đổ mình trước xuống. Khi mình đi vào trong cái chuyện thứ nhì đó, việc hai cái bất hạnh mà chị nói, tức là cái đầu tiên là bất hạnh là cái đất nước nó sụp đổ, chị phải ra đi, cái mộng nó sụp. Cái bất hạnh thứ hai là những cái người mà mình phối ngẫu của mình đó, thì một người thì bội bạc, còn một người thì là bất chợt ra đi. Câu hỏi của thầy thì là khi mà chị đối diện với những cái sự mà tới bất ngờ như vậy, thì lúc đó chị nghĩ rằng là trời trên cao không có mắt, hay là chị có một cái nhìn gì khác không? Hay là tức là nó mạnh đến cái độ là chị không thể nhìn gì khác hơn cả hay sao? Dạ vâng, đúng rồi. Thì là những cái dây ngưỡng gọi là những cái gọi là thời cái gian đầu tiên đó, thì thật sự thì con cũng bị shock, tức là mình nói sao trời cao không có mắt, tức là mình là một người mà hướng thiện hoặc là mình là một người với cái tâm niệm là luôn phải đạo đức. Thật ra thì bố mẹ của con là đạo Phật, nhưng mà con nghĩ đạo Phật là chỉ là một cái philosophy, tức là một cái triết lý, là mình đừng có lệ thuộc vào material, tức là về
vật chất để mà mình lệ thuộc, thì mình chẳng hạn như mình envy người ta có cái xe Mercedes mình cũng muốn có, thí dụ như mình sẽ bị khổ. Thành ra là cái đó là chỉ là tâm niệm là mình phải bỏ bớt những cái ham ham hố đi. Không, nhưng mà chị còn nghĩ rằng là cái những ở trong đời mình có những cái chuyện mình không thể control được. Dạ, con cũng nghĩ như vậy, nhưng mà lúc đầu thì mình hơi question mark, tức là mình hơi đặt câu hỏi là có Chúa hay không, có Phật hay không. Thì lúc đó con cũng đi tìm, thật ra cũng có đi tìm, cũng đến chùa, cũng đến nhà thờ, rồi cũng đến một cái hội tâm linh, nhưng mà mình cũng không có tìm được cái sự an bình, gọi là cái thân tâm vẫn chưa có an lạc. Như vậy đến ngày hôm nay thì chị làm sao đạt được sự an lạc? Thì với cái tuổi thì mình cũng phải chấp nhận. Và mình cũng thấy là trong những lúc mà cái thời gian mà mình đi làm ở cái hội hiến tủy, và sau đó là ở cái chỗ mà hiến cơ phận á, để giúp những người mà đang chờ để thay cơ phận, thì mình thấy có nhiều cái sự đau khổ hơn mình, và mình bị mình được như vậy là bless, có nghĩa là mình cũng được nhiều cái ưu đãi của quá nhiều. Nhưng mà thầy nghe câu chuyện thì thầy cũng có vài cái cảm xúc trong kỳ mình thầy đặt câu hỏi gì, thì cảm xúc của thầy là có lẽ là các bạn mà đang nghe chương trình này chắc là có nhiều người đồng cảm với chị đấy. Tại vì trong cuộc sống mình có nhiều cái là không thể nào mình có thể làm chủ được hết. Dạ vâng. Và nó tới từng cái mà nó every turn là nó cho mình một cái surprise, một cái ngạc nhiên vô cùng. Dạ. Mà mình không bao giờ mình có thể tưởng tượng được, mới control được cả đó. Thì Đức Phật ngài dùng cái chữ rất là hay. Ngài dùng cái chữ là bất khả tư nghi, không thể suy nghĩ được. Không thể suy nghĩ được. Không thể nghĩ bàn được. Thì người ta nghĩ là không thể nghĩ bàn chuyện gì xa xôi, chuyện gì mà đẹp đẽ sao, nhưng mà những chuyện đó là mình không thể mò được và mình không control được. Nhưng mà cái cảm giác là bị mất control đó, cái cảm giác đó là mình đau khổ. Cái bản chất của những chuyện đó thì mình không control được rồi. Nhưng mà cái cảm xúc đó là mình không control được nó. Đưa tới sự thất vọng, đưa tới sự đau khổ. Và từ thất vọng đau khổ thì nhiều khi là mình blame, mình đổ thừa. Và nhiều khi là mình cũng không thích cái gì hơn cả. Tại vì là trong trường hợp đó thì là nó làm cho mình đóng lại đó. Nhưng thì mà nhiều khi con cũng là nhưng mà cái hay tự của chị blame thì mình, blame mình là tại vì có nhiều người cứ nói là everything happens for a reason, cho nên là nhiều khi mình nói hay là cái lý do mà mình thất bại là tại mình. Mình á, Phật giáo mình á, thì mình nói khác, everything happens not for a reason, for a trigger. Phải có cái gì nó trigger. Nó trigger cái cỡ, thật sự nó không phải là cái reason mà là cái cỡ. Tại vì có người của mình á, tại vì mình nghĩ rằng đó là mọi chuyện nó fix xe, nó phải như vậy thôi. Mình nghĩ chuyện tới như vậy, là nó tới, mình nghĩ là ông chồng ông sẽ cưới mình nghĩ như vậy. Nhưng mà đó là cái sự suy nghĩ của mình. Nhưng mà cái dòng đời nó dạy chạy kiểu khác. Và mình feel là mình mất control đó. Thì mình thất vọng, mình đau khổ. Nhưng mà nó không còn ý nghĩa rằng đó là vì cái chuyện đó nó đưa tới sự đau khổ của mình. Mà bởi vì là cái kiến giải của mình về chuyện đó nó đã không đúng rồi. Tức là mình nghĩ chuyện đó là như vậy. Thành ra là bây giờ mình move on to the next one, thì là những cái người mà họ ghen ghét gì, họ nói gì đó. Họ làm đủ thứ cái gì mà để họ phá gì đó. Thì ăn thua là nhiều khi mình nhìn những chuyện đó là mình nhìn là mình biết mình không control được chuyện đó. Tất cả chuyện gì nó tới nó cũng sẽ đi. Cái duyên nó tới cũng đi à. Mà người ta đem đồ tới mình không nhận thì người ta đem đồ về thôi. Nhưng mà cái hay của chị thì dường như là chị có cái intuition rất là mạnh, là chị biết được. Chị còn cái là bởi vì đó, cái nghề của chị là cái nghề quản trị xí nghiệp mà. Thế nên chị train để mà control. chị được huấn luyện để mà mình tất cả mọi chuyện là phải in the control. Đúng không? Tại vì chị quản lý từ cái nĩa, từ cái đũa, từ cái chỗ này thì quản lý hết tất cả, cho nên mà cái óc đó đó mà chị mà càng được huấn luyện bao nhiêu đó thì cái dòng đời nó sẽ nhất định nó sẽ làm cho cái xu hướng đó đó nó phải bắn ta lông ra,
để cho mình thấy được cái đẹp của cái vũ trụ là nó không phải ở cái chỗ là mình cái bản ngã là control, cái bản ngã là manage. Cái dòng đời hay là mình gọi là cái dòng vô thường đó, cái dòng nghiệp đó, nó không có không cách gì mình có thể control được cả. Bây giờ mình chờ mình nghiệm phút rồi mình sẽ tới lại, thì xin các bạn đừng rời chương trình. Kính chào các bạn đã tới lại với cái chương trình Đối thoại Tâm Linh. Thì hôm nay thì thầy tiếp tục với chị Hồng Vân. Để thầy nói sơ sơ qua cái mô hình chút xíu thì các bạn sẽ thấy là thầy vẽ ở đây để cho các bạn dễ nhớ đó. Thì đối với một người đàn bà nó có những cái giai đoạn rất là đặc biệt. Thứ nhất là người đàn bà mình đó, là mình gọi là cái thời đại mà mình là con gái. Rồi xong rồi đó thì mình trở thành cái người vợ. Cái này thầy nói cái này để mà các bạn bắt đầu ngồi suy nghĩ chút xíu. Xong rồi đó thì mình trở thành người mẹ. Cái đoạn này thì là dường như ai cũng hiểu và ai cũng biết cả. Thì cái này là ông chồng đó, ông chồng đó mà nhìn mình đó, thì là khi ông nhìn mình con gái thì ông nhìn mình là người bồ. Khi mà ông nhìn mình là người vợ thì là người vợ. Nhưng mà khi mình mà còn con đó, thì ông chồng nhìn người mình đó, ông vẫn thấy mình là người người vợ thì ông thấy không nào thấy mình là người mẹ cả. Thì cái nhìn của ông chồng đó, vào từng giai đoạn đó, thì nó không có thay đổi gì bao nhiêu cả các bạn. Cái đó là cái mà rất đặc biệt của ông chồng. Nhiều khi ông chồng không biết là cái người vợ nó đã tiến hóa rồi. Nhưng mà khi mà một cái người con gái đó mà thành người vợ đó là cả một sự thay đổi trong cái tâm thức. Mà người vợ mà bây giờ đó là đã có con thành người mẹ là cả một tâm thức thay đổi. Thầy hồi nãy trong lúc mà mình nghĩ thì thầy nói chuyện là cái hormone của mình là thay đổi như thế nào đó. Nhưng mà từ người mẹ đó, khi mà con cái nó đi xong rồi, hết đi học rồi đó, thì người mẹ là trở thành một cái người mà rất là đặc biệt. Mà người đàn bà, cái người đàn bà này đó là để nói lên rằng đó là cái người này đã, xin lỗi thầy biên, để nói rằng đó là mình có cái independence, mình độc lập vô cùng và mình có đủ cái tài năng và mình đủ cái trí huệ, cái trí thức để mà làm tất cả mọi chuyện gì mà mình muốn làm. Cho nên thường thường đó đây là một giai đoạn mà rất là đặc biệt trong cái quá trình mà tiến hóa của cái người mà mình gọi là cái người xin lỗi cái người mình con gái. Và nhiều khi là các bạn có biết đó là nếu mà mình không có hai cái giai đoạn này đó, hai giai đoạn của làm người mẹ và người vợ đó, mình trực tiếp đi từ con gái mà ra người đàn bà đó, thì nhiều khi có những cái kinh nghiệm làm mẹ, kinh nghiệm mà cái tình thương mình lan tỏa đó, thường thường mình không có cảm nghiệm như là cái người mẹ. Vì cái giai đoạn này là giai đoạn mình phát triển cái tình thương mẫu tử, cái tình thương mà từ đó ra mà mình tới cái bác ái. Thì câu hỏi đặt ra là sau khi người đàn bà ra rồi thì tới cái người gì nữa, thì mình trở thành cái Bồ Tát, như là hóa thân cái Bồ Tát Quán Âm vậy đó. Thì đây là cái đoạn cuối cùng mà đẹp nhất. Thì bà hỏi thưa thầy, thầy theo cái mô hình nào mà thầy nói như vậy? Thì thầy theo cái mô hình của bà Jane Lovinger đó, là nói về con người mà cái tâm tình người đàn bà là phát triển từ cái chuyện self love, right, love others và cuối cùng universal love. Thì cái Bồ Tát là universal love. Nhưng mà người đàn bà đó thì trong cái tình trạng cái chữ người đàn bà này đó, là có nghĩa là mình có cái love others. Thì thầy muốn phân tích chút xíu cho các bạn thấy đó là chị Hồng Vân đó, chị là người của văn hóa Tây, nhưng mà chị là một nhà gọi là quản trị sự nghiệp ra, mà thành ra là chị rất giỏi về cái vấn đề là quản lý quản trị. Thành ra chị thấy tất cả mọi chuyện trong một cái dạng mà mình gọi giống cái box đó, là tất cả mọi chuyện đi đâu phải đi đâu vào đó. Thì cái quãng đời đó đó, thành ra chị có thể attract, có thể hấp dẫn những cái đó mà làm cho cái khuôn đó nó bể ra. Thì những cái chuyện mà chị gọi là bất hạnh đó mà nó tới, thì dụ như cái người tình như thế này, người ta nhìn chung bất hạnh, nó nhiều khi không phải là bất hạnh mà nhiều khi nó cho mình biết rằng cái quan điểm của mình là cái vũ trụ mà mình có thể manage được đó, nó không phải như vậy. Cái vũ trụ chân thiệt đó thì lúc nào nó cũng fluid, lúc nào nó cũng rất là mình gọi là không hề có thể nào bỏ trong cái hộp được. Khi mình là người quản lý quản trị, thường thường mình nghĩ rằng cái vũ trụ mình trong cái box, và các bạn cứ thấy đi là mình càng có cái quản trị quản lý bao nhiêu đó, mình càng nghĩ mình control, càng khống chế bao nhiêu đó,
thì mình sẽ càng mất khống chế bấy nhiêu. Cho nên cái cách mình tu là mình phải buông lỏng ra, mình phải làm cho con tim của mình, cái tình thương mình lan tỏa ra. Cho nên cái óc trái của mình thì mình manage, nhưng óc phải của mình thì mình phải cho và thương. Open and give and love. Thành ra hai cái đó, sự hài hòa đó, thì trong cái câu chuyện của chị đó là một chuyện rất là đặc biệt, tại vì các bạn biết đó, là chị không qua giai đoạn của làm người vợ và người mẹ, dù chị muốn ao ước làm được một cái người mà mẫu thân, người mẹ. Thì trong cái chuyện mà nó đang xoay chuyển thì chị tới cái giai đoạn người đàn bà. Thì rất là hay đó, trong câu chuyện này thì chị làm những cái nghề đó, những cái chuyện mà chị gắn liền với bệnh viện để mà giúp cho bệnh nhân này. Chị đi làm chuyện trong cái chỗ hư hiến tụy này, trong cái chỗ thái cơ phần vân vân. Thì là những cái biểu hiện cho thấy rằng đó, là cái intuition, là cái con đường tiến hóa tâm linh đó, nó đẩy mình đi vào trong cái xu hướng đó. Thì quá hay chứ. Là bởi vì sao vậy? Bởi vì cái vòng xoắn trôn là cái trí thức của chị nó rất là cao. Chị không phải là cái người mà không hiểu biết, chị là người rất hiểu biết, rất tinh tế. Mình lừa chị không nổi. Thành ra cái sự xoắn trôn là nó intuition là nó làm cho chị đi tìm công việc để mở cái base, gọi là cái base tình thương ra. Thì vẽ cái hình này lại thì bạn lập tức là bạn có thể thấy ngay. Đây là cái base này đó. Cái này gọi là cái base hay là cái đế cái tình thương này. Rồi mình á, là mình phát triển theo cái chiều này là. Nhưng bây giờ đó, cái sức mạnh của chị đó là cái sức mạnh làm cho cái vòng tròn này đó nó bự ra. Nó bự lên. Thì khi mà chị xoắn lên như vậy đó, cái vòng tròn này xoắn lên như vậy, thì cái chuyện mà đặc biệt nhất của chị đó là cái xu hướng mà cái vòng tròn này nè, thì nó là xu hướng mà cái tình thương là nhiều hơn. Cái tình thương mà càng lên trên á, cái tình thương của cái vòng 1, đây là vòng 1 này, cái này là vòng số 2 này, cái này là vòng số 3 này, cái này là vòng số 4. Thì cái tình thương của số 4 đó, lúc nào lớn hơn số 3, lúc nào lớn hơn số 2, lúc nào lớn hơn số 1. Cho nên đó, tại sao đó mà khi mà chị đang ở cái tuổi này đó, mà chị là người đàn bà, nhưng mà cái công việc của chị nó bắt buộc chị phải chia sẻ tình thương. Nó bắt chị. Chứ không phải là chị tự ý muốn. Mà công việc đó là công việc bắt mình phải chia sẻ tình thương. Thế nên chị, cái vòng tròn và cái vòng tròn chị nó không còn nằm số 1 nữa. Số 1 cái lúc chị là con gái đó. Mà bây giờ chị không nằm số 2, số 3 nữa. Vì đó lúc mà làm người vợ hay người, hay là người mẹ mẹ đó, mà chị đi lên số 4. Chị thấy thì thấy anh ấy hứng thú chứ, thì cái đời chị nó hay chứ. Và nó push chị, nó bắt chị đó, là in order to compensate, là cái chuyện là số 2, số 3 đâu tôi không có, thì nó bắt chị phải làm tất cả các chuyện gì để bày tỏ cái tình thương. Chị thấy nó make sense không? Thế tại sao chị không làm chuyện khác mà nó bắt chị làm như vậy? Nhưng mà chị thấy là chị là một người phụ nữ đó, mà rất có cái óc bên trái, suy nghĩ nhiều lắm. Chị không phải làm theo cái chuyện là tình cảm loạn xoạng đó, không có đâu. Chị tính trong đầu chị nghĩ trong đầu chị thấy được cái outcome, chị thấy được cái chuyện đó. Nhưng mà sao? Nhưng mà chị thấy rồi chị mới làm. Nhưng mà chị đến cái mức độ bây giờ trưởng thành của chị đó, thì là nó đòi hỏi chị phải có cái tình thương. Để bên kia làm là compensate lại. Thành ra thầy không hiểu là cái assessment của thầy như vậy có phần nào đúng về cái sự suy nghĩ của chị không? Về nhận xét về chị không? Vâng, con thấy là có lẽ là đúng, tại vì lúc trước mình không biết, nhưng mà cái gì trong tiềm thức nó cũng là trả lời là như vậy. Là nghĩa là không được cái thiên chức làm mẹ, làm không được cái gọi là làm vợ, cái hạnh phúc là có gia đình, rồi là làm mẹ, dù là mình rất rất ao ước là được làm mẹ, nhưng mà giống như thầy nói là con skip từ cái giai đoạn 1 qua giai đoạn thứ 4. 4 là tại vì nhiều khi trong tiềm thức của mình luôn luôn là mình làm việc cộng đồng trước khi là mình nghĩ đến mình. Có nhiều khi là đùng một cái mình đã plan là mình sẽ làm cái gì đó, chẳng hạn như nếu có một người bạn thì mình đi coi cine hay gì với người bạn, nhờ đùng một cái có một cái sinh hoạt cộng đồng nào đó người ta gọi là mình bỏ hết mình đi. Do đó mà trả lời tại sao mà mình thất bại trong 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 gọi những cái relationship, tức là những cái gọi là giao hảo giữa như là cái người bạn mà để mà có thể đi thân hơn. Cho nên là lúc đầu thì con không hiểu, con nói là chắc là sự thất bại bởi vì mình không có make time cho cái người đó để trở thành
cái người tình hoặc là người phối ngẫu mà mình lo chuyện bao đồng ở ngoài. Nhưng bây giờ thầy nói thì hiểu là trong tiềm thức chắc nó bao giờ nó cũng có một cái tiếng nói nào đó vô hình, phải không thưa thầy? Nó đẩy mình lên. Nó đẩy mình lên. Nó đẩy mình lên. Tại để vì mà lo là... chuyện bao đồng, chuyện ở ngoài nhiều hơn là chuyện riêng. Chuyện cộng đồng. Chuyện cộng đồng nhiều hơn. Nhưng mà chuyện bao đồng. Nhưng mà cái đó là một cái xu hướng rất là đặc biệt mà thầy tin rằng rất nhiều các bác khẳng thành giả bên ngoài, vì là không phải người nào cũng có cái gia đình đẹp đẽ cả. Và có rất nhiều người như chị, từ cái giai đoạn con gái mà lên giai đoạn đàn bà, không đi qua. Thì nếu cái lời khuyến của thầy, nếu mà các bác, các chị đang lắng nghe đó, là mình hãy mở tâm để mình làm một cái chuyện rất là đặc biệt trong cuộc sống của mình. Đó là cái gì? Đó là mình đi cho cái tình thương. Chị làm ngay trong công việc, trong nhà, trong cái bệnh viện này, chị làm việc như vậy thì nó dễ hơn. Nhưng mà đối với các bạn nhiều không làm việc được thì mình đi cho tình thương, mình đi nuôi con nít đi. Nuôi con nít tức là đi tới thăm chỗ này con nít này, đi thăm cái chỗ kia. Nhiều khi mình đi về là thăm giúp mẹ cha này nọ. Nhưng mà với một cái tấm lòng đó, là mình lan tỏa cái tình thương đó, thì mình sẽ thấy là cái bài học của đời chị này rất là hay. Là bởi vì đấy, rất nhiều người thấy như vậy. Và nhiều khi mình thiếu cái tình thương không được. Nhưng mà chỉ có một cái mà người khác sẽ ít có, là bởi vì chỉ có sự huấn luyện về quản lý. Cái quản trị sự nghiệp là cái management đó. Thì cái sự huấn luyện về quản lý là giúp cho mình cân bằng lại cái tình thương. Và lúc nào mình nên lan tỏa, lúc nào không nên lan tỏa, lúc nào nên làm cái này. Thì cái sự hiểu biết đó là cái hiểu biết gọi là cái hướng miệng, là cái xoắn, vòng xoắn. Cái vòng xoắn trôn của chị rất là mạnh. Mình đã làm cho chị thúc đẩy cho đến ngày hôm nay. Và do đó cái chuyện mà, thí dụ như là bây giờ chị phải cần lập gia đình lại, thì chuyện đó không thể có được. Nó không thể có được, tại vì chị không đi ngược lại cái vòng nhỏ lại, trừ ra chị muốn thổi hóa. Nếu chị muốn thổi hóa thì cứ đi ngược lại. Chị như chị có thể kiếm người nào giàu nuôi chị cho khỏe. Xin lỗi, nó chơi. Nhưng mà nó khó lắm, tại vì bây giờ chị càng lúc chị càng mở ra, chị càng lúc cái đời chị sống của chị đó. Cái niềm vui của chị thì thầy tin 100% là cái niềm vui của chị ở đây, cái chỗ mà chị đi giúp những người trong cái thế giới bao đồng của chị, trong cộng đồng của chị. Cái niềm vui chị không thể nào là cái niềm vui mà chị ngồi nhấp cà phê uống trà ra ngoài biển đi Nha Trang chơi tắm rồi không còn nữa. Cái niềm vui đó nhiều khi là nó rất là minimal, ít lắm so với cái niềm vui mà chị cho người khác. Nhiều khi chị thấy người ta vui chị còn vui hơn nữa. Nhiều khi mà con đi nursing home mà nói chuyện như các bác mà bị lonely, bị gọi là cô đơn đó, nhiều khi mình đến mình cắt móng tay cho mấy bác, hay mình ngồi nói chuyện, nhiều khi bác mà hát cho bác nghe bài gì mà hồi thời đó bác nghe Thái Thanh hát chẳng hạn, thí dụ vậy hay gì, rồi bác bảo ngày mai con đến nữa nhé. Nhưng mà nhiều khi mình nghĩ bụng mình bận như thế làm sao ngày mai mình đến được, nhưng mà nhiều khi là nghe cái câu nói đó làm mình động lòng, tức là người ta rất là mến mình cho nên người ta mong gặp mình. Thành ra là thấy cái đó cũng là một sự an ủi. Hơn sự an ủi, cái đó là cái sứ mạng của chị đó. Cái đó là sứ mạng của chị đó. Mà thầy tin rằng là nếu mà chị mà càng sống nó có lẽ là chị sẽ giúp nhiều người hơn, và cái tình thương của chị nó càng ngày càng mở rộng hơn. Thì cái management skill của chị có lẽ là chị không dùng nhiều về cái chuyện của công việc nữa, nhưng mà nó sẽ dùng rất nhiều trong cái cách mà chị đi dạy lại người ta làm sao có quan hệ tốt. Thế nên đó là cũng là một cái bước tiến hóa vô cùng quan trọng. Thế nên khi bây giờ mình thấy tóm lại để cho cái bài học này, mình thấy là cái bài học tâm linh của chị rất là hay. Là bởi vì không phải người nào cũng có một cái scale và những cái bước tâm linh giống nhau. Có người lên đây thì là cái vòng tròn bự ra rất là mạnh. Có người mà lên ngồi đây thì thầy cảm phải là cái vòng xoắn rất là mạnh. Có người lên thì là mình biết là cái đường hướng thường rất là cao. Tức là mỗi người đó nó có một cái xu hướng khác nhau, và cái combination là làm sao mà nó cho nó cùng nó mở ra đó là cả một cái vấn đề. Thì trong trường hợp của chị Hồng Vân là một cái case rất là đặc biệt, là bởi vì chị là một cái người mà có cái vòng xoắn rất là mạnh và tốt. Mà nhất là cái văn hóa của chị là một cái văn hóa mà của Tây đó bạn, mà văn hóa của Mỹ. Tức là văn hóa có những giá trị mà đẹp vẫn còn bảo lưu cho tới ngày hôm nay. Nó khác với những cái văn hóa khác, vì cái văn hóa của Tây đó nó là liberté, fraternité, égalité. Tức là nó là một cái văn hóa nó rất là hướng vào cái lý tưởng, vào cái đẹp. Thế nên các bạn thấy đấy, các bạn đi cả Âu Châu thì chắc chắn là các bạn sẽ biết là Paris là cái thành phố mà đẹp nhất, bạn muốn trở lại cái đó nhất. Tức là
cái văn hóa mà hướng tới cái đẹp mà rất là vĩ đại. Cái đó là không ai có thể phủ nhận là French cuisine nhất rồi. Cho nên trong người của chị là nó có cái đường xoắn trốn rất là mạnh, mà cái đường xoắn trốn đó nó giúp cho mình phát triển không những là cái tình thương mà nó phát triển cái kỹ năng để mà làm cho cái tình thương nó càng ngày càng lớn hơn. Và cuối cùng đó, cái câu hỏi đặt ra cuối cùng trong vài phút cuối cùng của chương trình đó, là chị làm gì với cái đường hướng thượng, là đường đi tu mà mình gọi là thiền định đó. Thì các bạn sẽ nghe câu trả lời rất là lý thú, là chị làm cái gì với cái sự tĩnh lặng của nội tâm. Chị đã làm gì rồi để cho tâm tĩnh lặng? Cho cái tâm tĩnh lặng là đây. Còn chưa làm được. Không, nhưng mà chị có làm cái gì rồi để cái tâm chị tĩnh lặng? Thì lúc trước con nghĩ là mình còn nhiều tham sân si, nhưng mà bây giờ thì có lẽ là con đang học sự gọi là chấp nhận và tha thứ. Có nghĩa là mình bình tĩnh hơn khi mà mình nghe những cái sự mà không đúng về mình, hoặc là những cái gọi là gossiping, tức là những cái sự mà gọi là bịa đặt về mình, thì mình chỉ cười một cách bao dung, hoặc là mình chấp nhận, mình nghĩ là ai muốn nói sao nói. Chị có bao giờ mà ngồi yên mình nhắm mắt lại không? Dạ có, mỗi ngày đều phải làm như vậy thầy. Lúc nào? Buổi tối và buổi sáng. Làm sao? Thì buổi sáng thì mình đi bộ và mình cũng ngẫm nghĩ lại để cho cái gọi là mình energize trở lại, tức là mình để cho mình có cái sự năng lượng, sức mạnh trở lại. Còn buổi tối thì mình phải ít nhất là mình nhắm mắt lại và mình lắng động, cũng như là giống như là thiền. Chị ngồi gì, ngồi 5 phút thôi hay sao, hay lại ngồi lâu? Hay thiền bao nhiêu phút? 5-10 phút thôi thầy. Hồi đó có học Càn Khôn Tập Linh với thầy, nhưng mà thành ra là chưa ra trường. Tức là chị có một cái sự trở về về cái nội tâm. Yeah. Lúc nào có, bao nhiêu năm rồi? Cũng mấy năm gần đây. Mấy năm gần đây, trước đó thì không có. Trước đó thì không có, tại vì trước đó bị đời sống nó cuốn hút nhiều quá, lăng xăng nhiều quá. Tại vì lúc nào cũng 3-4 job rồi xong rồi việc cộng đồng nữa, cho nên là nó rất là quay cuồng. Nhưng mà bây giờ thì tối nào cũng cần phải có một sự gọi là trở về với lại cái nội tâm của mình. Thầy khuyên nếu mà chị có giờ đó, yeah. Cái này là quảng cáo chị đó, không phải quảng cáo thầy, cái pháp môn của thầy là nếu mà chị có giờ chị tới đấy, chị ngồi thiền với anh em trong hội tiêu biểu một sự đó, ngồi thiền, ngồi im tĩnh lặng 50 phút, nửa giờ mình còn cái dài đó, tại vì thầy thấy rõ ràng là cái tiềm năng của chị rất là cao, tại vì thầy thấy là cái cách mà chị sống tới ngày hôm nay qua những cái giai đoạn thứ tư của chị đó, là thành người đàn bà thì chỉ còn một chút xíu nữa là chỉ đi lên cái chỗ trở thành Bồ Tát hay là hóa thân của Đức Bồ Tát, tức là mình gọi là universal love đó, mình lan tỏa cái bác ái. Thầy nếu mà thầy được những người đệ tử mà đi lên cái tầng bên kia trời ơi, quá sung sướng rồi gì nữa. Nhưng mà rõ ràng là chị cái đường tiến hóa của chị và cái đường đi lên của chị nó rất là rõ ràng, là chị không còn đi xuống như này nữa và chị không phải đi trở lại được. Nhưng mà cái điều mà có thể mà phần lớn đó, mà chúng ta sẽ không bao giờ hiểu chị, mà hiểu lầm chị nhiều hơn. Tại khi mà chị nói ra những cái này cái kia đó, thì vì mình không hiểu cái scale của chị đó bác, mình không hiểu là chị là người trong cái mức độ đàn gái hay là người vợ hay là người chồng, mình không hiểu là cái mức độ chị là self love hay là love others, universe love, hay là mình không hiểu được cái mức độ mà cái lòng tin và cái lòng thành của chị nó như thế nào đó. Thường thường mình sẽ hiểu lầm chị nhiều hơn là mình hiểu thiệt về người chị, mình nhìn người chị mình bắt mình gọi là cái gì qua hình dung, cái gì trong mặt bắt hình dung, chứ mình không biết là tức là judge the book by the cover đó. Chứ mình không biết là chị Hồng Vân có rất nhiều cái sự tiến hóa về tâm linh và nó đã trở thành giống như thử là mình thành một cái động năng đó, mà nó tiếp tục để nó đưa tới chị đã trở thành cái bậc Bồ Tát, chứ không phải chơi đâu các bạn. Thì các bạn nói thế này là cao quá không? Không phải cao, nhưng mà cái là cái xu hướng đó, mà tại sao các bạn nhìn cái đời của chị đó là
cả bao nhiêu cái sự phấn đấu và cái sự hy sinh cho cái cộng đồng, đi làm việc cho cộng đồng, đi mở cái tâm ra. Và cái tình thương đó nên nó không phải là cái tình thương của nam nữ nữa, mà đây là cái tình thương mà mình gọi là tình thương cộng đồng, nó lan tỏa ra trong nhiều hình thức khác. Do đó đây là một cái minh chứng rất rõ ràng là cái sức mạnh tâm linh của con người của mình đó, thì lúc nào nó cũng tìm cách là vươn lên cả. Gọi là cái spirit, cái power of the spirit, cái sức mạnh của tâm linh lúc nào nó cũng tìm lên, nó vươn lên. Do đó cái chương trình của mình nói là mình muốn identify cái đó, và mình thấy rõ ràng ở trong chị Hồng Vân đó, là cái sức mạnh mà tiến hóa ra nó rất là mạnh. Thế nên dù chị ngồi 5 phút, 10 phút hàng ngày cái đó không quan trọng, bởi vì cái tâm thức của chị là tâm thức không ngừng, nó mở khai. Tâm thức chị không có động, cái tâm thức của chị, cái người chị lúc nào nó mở khai. Và chị còn có một cái rất là hay mà chị chưa nói cho các bạn nghe, là chị tha thứ rất dễ. Là chị, cái người này, chuyện kia, chị bỏ trong lòng không có lâu cả. Thành ra là, đó là một chuyện rất là đẹp của một con người tiến hóa. Cảm ơn chị. Con đội ơn thầy đã được bữa nay thầy giảng cho cũng hiểu được phần nào về mình và về con đường tiến hóa, con đường tiến hóa của tâm linh. Cảm ơn chị, cảm ơn các bạn.